lâu lắm rồi thầy trò cũng không xuống chợ. Và hôm nay cũng tranh thủ giới thiệu chợ quê ở Mường Lò quê em nhá. Đây là cái khu gian hàng có đầy đủ trang phục của năm dân tộc tại khu vực phía Bắc luôn. Từ Dao này, Thái, Mông, Khơ, Mú, Mường đều có hết. Rất là nhiều. Thầy trò vùng cao xin kính chào quý thầy cô, quý cô anh chị cùng toàn thể các bạn. Sau một tuần gây quỹ thì hiện tại thầy trò em cũng đã được quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cũng gửi về. Hiện tại tính đến thời điểm này đã hơn 50 triệu và hôm nay cũng rất là vui. Thì từ chỗ chú Lạc Nguyễn ở bên Mỹ, hôm nay cũng có gọi điện bảo là thầy trò sẽ xuống chợ để sắm cho em một vài bộ quần áo và một ít dụng cụ để cho bà đi rừng. Và hôm nay đồng hành cùng với kênh là hai em là em Ninh và em Sâu ở trong tem. Hôm nay sẽ trực tiếp xuống Nghĩa Lộ, ba thầy trò sẽ đi mua cho em một vài bộ quần áo và một ít giày dép, một ít dụng cụ nữa để cho bà đi rừng. Hả? Liệu có nhỏ quá không? Nó học lớp 4. Đây vừa thôi. 9 tuổi. Vừa. Vừa. Ừ thế lấy hai bộ hai màu đi. Ờ đấy lấy một bộ xịn cho em đó. Đâu dơ cái 120 xem nào. Thấp thấp xuống. Đấy, tướng thử xem nào. À, đẹp phết nhỉ. Cái này là chỉ có váy thôi không có áo đúng không? Thế lấy áo nữa đi. Lấy lồng bộ nha em nhá. Đi nhá. Cho vào xem áo đi. Đâu áo áo hạt là áo như nào? Bởi vì là mông này là mông mông gì nhỉ? Mông lành đúng không? Mông lành hay mông xi nhỉ? Em, mông lành à? Lấy cái này đi. Vâng, cháu nó 9 tuổi rồi ạ. Cái này rất nhiều nhá. À, cái này có cả ghế ngồi nữa đây à? Ghế này thì bao tiền cái chị? 35.000 là đẹp hết nhở? Đâu dơ sang đây xem nào. Các em chọn đi, chọn xem cái nào được thì lấy. Lấy hai bộ thôi.
Đâu dơ xem đẹp không? Cầm hẳn sang đây dơ sang đi. Để cho các chú các bác còn nhìn. Đẹp, được. Vâng, lấy cho nó cái mũ nữa đi. Ninh em vào chọn mũ đi em. À nó mi mũ đúng không? Con tay nó cả. Đâu, đội thầy xem nào. Có đẹp không? Chắc có. Quay đây nào. Đây mũ. Bởi vì đầu em nó bé nhá, em phải chọn cái nào nó vừa vừa đầu nhá. Đó. Thì tùy em chọn thôi. Em thấy cái nào đẹp thì em lấy cho em nó. Nhưng cái này to hơn cái này. Cái này. Không có đứa nào bé bé ở đây để thử nhỉ. Cái này về rộng thì có đổi đâu chị? Ví dụ cái mũi. Đổi được trong cuốn kia đổi thử luôn đi. Đâu? Sâu rồi. Đầu bé hay đi vào đổi thử thử xem nào. Chắc vừa thôi. Vừa. Này bạn sâu đội đẹp phết à. Vừa cái gì? Vâng. Ờ thế lấy cái đấy. Ở đây thì đủ các loại sắc màu dân tộc luôn. Từ nói chung là rất nhiều. Bóp côn vào. Bóp phanh vào. Đấy, bóp ở đây rát. Bóp bên kia. Cũng lâu lắm rồi thầy trò cũng không xuống chợ. Và hôm nay cũng tranh thủ giới thiệu chợ quê ở Mường Lò quê em nhá. Đây là cái khu gian hàng có đầy đủ trang phục của 5 dân tộc tại khu vực phía Bắc luôn. Từ Dao này, Thái, Mông, Khơ Mú, Mường đều có hết. Rất là nhiều. Cái này mang về để thêu quá. À đây đây, trang phục người Thái có rất nhiều đấy đúng không? Đây người Thái đằng sau. Ở đây gồm có những cái trang phục của dân tộc gì chị? Thái, Mông. Thái này, Mông này. Có dao Khơ Mú gì không? Dao không có. À. Tưởng có đầy đủ trang phục của Yên Bái luôn. Dao Thái, Mông, Khơ Mú. À. Bởi quần áo người Dao thì khó may lắm nhỉ? Cầu kỳ lắm nhỉ? Đủ chưa? Sâu ơi. Dạ. Xem là còn thiếu gì không? Đựng túi đi. Cái mũ này 250 thì lấy 200 nhá. Vâng. 200 với lại một bộ này 101 này. Còn 301. 301 cái váy này 120 với áo 250 thì tính 200 cũng được. Bán lấy vốn cho cún nhá. Vâng. 200 là 320. 320 với lại 301 là 603. Đúng không? 200 101 301. Ninh. 301 300. Có trong bàn. Phải quay này để đưa tiền của mặt thằng quân gửi về. Trong đó có trong bàn này. Tí ra. Nên này.
Rồi thôi, cầm đồ. Bây giờ đi mua cho đi giày. Giày không? Cổng gì? Mua trong này. Đi 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 bên này. Đi bên này. Giày bên kia, giày bên kia. Đủ loại sắc màu luôn nhở? Đây. Cho anh một đôi giày của cháu, nó bé bé thôi, 9 tuổi. Không, đứa này chắc chân cũng to đấy. Đi vào đây chọn đi đã. Không không, ờ đúng rồi, nó học lớp 9, à lớp 4. To quá. Ờ đây đây, mua loại này này. Đây các em chọn đi, xem lấy loại nào. Chọn chọn trước đi đã. Đâu, chỉ đây nào. Đôi này là đi vừa này. Đôi đấy à? Đôi này nhá. Đâu anh có xem nào. Đây này. Chắc xa bên chắc chắn. Đôi này à? Đôi này nhưng sợ to không? Không to đâu. Không. 9 tuổi là đi vừa đấy. Vừa. 9 tuổi à? 9 tuổi là vừa gì em? Vâng ạ. Ok. Đấy, đôi này nhá cháu nhá. Vâng. Vâng. Mua ba lô túi sách thì nữa hả? Không, cái này là nhận quỹ từ các nhà từ thiện, họ gửi về mua cho đứa nào thì chỉ biết đứa đấy thôi. À thế ạ. Vâng, cho hai bạn này xuống để bạn ấy đi chọn theo. Ờ à, đấy, lấy cái đấy đi. Đấy, lấy một cái đấy. Cái này có thưởng không em? Cho anh cái thưởng nữa. Ui, lá chiếc con rồi nó. Khả năng là mua con dao này cho bà, để bà có cái dao nó tốt tốt để đi rừng. Có thưởng không anh? Thì cho mua một cái dao với một cái thưởng thế nữa. Lấy cho anh cái. Được có thưởng em. Hả? Có cán luôn không? Ờ lấy cái đấy. Dao này à? À, tâm sự với chị gái, chị đang kể là cách đây 3 năm, không 4 năm, 4 năm rồi thì chị
chị nhặt được ba đứa nhỏ, không biết hôm đấy là trời mưa rất to, không biết nhà nó ở đâu. Thế là chạy về nhà chị thì cũng không có bố mẹ. Thế là nhưng mà chị đã báo công an rồi và đã đưa đi trường nào ấy? Đi trường Mồ Côi Yên Bái. À, đã gửi đi trường Mồ Côi Yên Bái rồi. Chị ấy tâm sự là nói tiếng dân tộc nên là chắc mọi người không hiểu. Tưởng là vẫn còn đây thì để em hỗ trợ cho nữa. Và đây là người yêu của thầy nhá. Nhìn vậy. Báo cáo quý cô anh chị là buổi chiều ngày hôm nay thầy trò đang chuẩn bị lên để đưa quần áo cho em. Nhưng mà đang lên thì gặp cơn mưa bất chợt nên là thầy trò em xin phép quay về để sáng mai lên sẽ trao cho em ở tại trường. Thì sáng mai là thứ hai đầu tuần thì em có xuống trường.